liên quan tới vụ ông Trần Hùng, cựu cục phó cục quản lý thị trường Hà Nội, cựu tổ trưởng tổ 304, tổng cục quản lý thị trường Bộ Công Thương bị cáo buộc đã nhận 300 triệu đồng để hướng dẫn ba Trung buôn lậu sách không bị xử lý hình sự. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được thì tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định đưa 36 bị cáo trong vụ án sản xuất, mua bán hơn 9,4 triệu quyển sách giả ra xét xử theo trình tự sơ thẩm vào ngày 31 tháng 5 tới đây. Tòa Nhân dân Hà Nội dự kiến từ ngày 31 tháng 5 xét xử sơ thẩm ông Trần Hùng, cựu phó Cục trưởng Quản lý Thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ công tác 1444, Tổng cục Quản lý Thị trường của Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ trong vụ sản xuất, buôn bán và tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giả. Nguyễn Duy Hải, lao động tự do hầu tòa về tội, môi giới hối lộ. Ông Lê Việt Phương, cựu đội trưởng quản lý thị trường số 17 Hà Nội, cùng hai thuộc cấp là Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn bà Cao Thị Minh Thuận, giám đốc công ty Phú Hưng Phát cùng 30 bị cáo khác hầu tòa về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Phiên tòa dự kiến kéo dài một tuần, thẩm phán Mai Văn Quang làm chủ tọa. Trong hơn 30 luật sư đăng ký tham gia tố tụng, ông Trần Hùng có 5 người bảo chữa. Cáo trạng nêu năm 2020, công ty Phú Hưng Phát bị đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra thu giữ hơn 27.300 cuốn sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Bị Thuận biết ông Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để được xử lý nhẹ. Viện kiểm sát cho rằng ông Hùng đồng ý với đề nghị của Thuận nhưng yêu cầu bị can này phải chỉ ra một số cơ sở in lậu sách khác. Sau đó Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải để gặp ông Hùng, ngỏ ý chi 400 triệu đồng. Sau lần trao đổi với Hải, ông Hùng đã hướng dẫn các bị can thay đổi lời khai về nguồn gốc, chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi. Ngoài cáo buộc hướng dẫn bà Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, bị can Trần Hùng còn gọi điện thoại để chỉ đạo Lê Việt Phương tạo điều kiện giúp đỡ thuận theo hướng xử lý hành chính. Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2020, Hải mang 300 triệu đồng của thuận để trong túi ni lông màu đen rồi đến phòng làm việc của ông Hùng. Thấy nơi đây có nhiều người, Hải cầm túi ra về. Chiều hôm sau, anh ta mang tiền trở lại phòng làm việc và đưa cho ông Hùng. Quá trình điều tra, ông Hùng không thừa nhận cáo buộc nhận hối lộ. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng căn cứ lời khai của bị can Hải cùng nhiều dữ liệu điện thoại và lời khai của những người khác đủ cơ sở chứng minh ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng của bà Thuận thông qua Hải. Bị can Thuận còn khai nhiều lần đưa tổng số tiền 330 triệu đồng cho Phương và đội quản lý thị trường số 17. Sau đó, Phương chia cho hai thuộc cấp tổng cộng 11 triệu đồng. Hiện Phương cùng gia đình và hai thuộc cấp này đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính là một cán bộ chống buôn lậu nhưng ông trần hùng lại tiếp tay cho hành vi buôn lậu để thu lợi bất chính đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng liệu bản án nào sẽ dành cho ông trần hùng trong phiên tòa tới đây những thông tin mới nhất liên quan tới vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo